Anh ơi, hình như là anh đâm vào ai rồi đây. Anh xuống xem đi. Cái thằng này. Anh ơi, đừng lùi nữa anh ơi. Dư kệ đó đi, cho nó ít tiền, cho nó cút. À. Xuống xe, xuống xe, xuống xe. Tôi đề nghị cậu xuống xe nói chuyện với tôi. Này, cậu lấy đi. Anh làm như thế người ta lại ăn vạ thế thì sao? Xuống xe nói chuyện với tôi. Mày chơi ít à? Rượu mời không muốn, muốn rượu phạt. Sao? Hùng đấy à? Ai, sao nhìn vẫn hèn thế? Từ xưa đến bây giờ nhìn chả thay đổi một tí nào cả. Em ơi, xuống xe, em gặp ai này? Kìa, thế anh không tự giải quyết đi à? Lôi em xuống cái nơi hôi ám làm gì? Người quay ấy, xuống đi. Ơ, ai đây? Trái đất tròn nhờ? Hùng, cái đứa mà rách quần năm xưa đấy à? Trông cậu vẫn nghèo hèn, bần hàn như xưa nhờ? Cảm ơn hai người vì đã nhớ đến tôi. Còn tiền của cậu ấy, tôi không lấy. Hai người đi xe đâm vào tôi đề nghị hai người xin lỗi tôi. Cái gì? Xin lỗi á? Trả lại tiền á? Ôi, bạn ạ, lúc người ta nói nghèo rất hay tự ái. Thôi bây giờ như này nhá. Hay là bạn muốn ăn vạ thôi? Thấy tôi đi ô tô, bây giờ bạn muốn moi tiền tôi à? Đơn giản, nếu bạn muốn tôi cho bạn thêm mấy cái đồng bạc lẻ này, ăn thua gì? Thì cũng là nể tình bạn bè với nhau. Hùng làm shipper cũng nắng nôi vất vả khó khăn như thế. 500 nghìn với bọn tớ nó cũng không là gì đâu. Nhưng mà với shipper như cậu ấy chắc là phải ăn được cả tháng nhỉ? Bạn kìa, sao em lại nói như thế? Bây giờ bạn ấy nhìn thấy mình thành công, bây giờ bạn phải vòi một tí tiền chứ. Thôi không sao, mấy cái đồng bạc lẻ này. Đây bạn, tôi cho thêm bạn 500 nữa là 600. 600 này đủ bạn ăn cả tháng đấy, cầm lấy. Thế nhá. Tôi nói lại một lần nữa, tiền của hai người tôi không lấy. Tôi đề nghị hai người xin lỗi tôi. Tự nhiên cái mùi cống rãnh hôi hám ở đâu kín quá. Anh tự giải quyết đi nhá, em đi trước đây. Bạn ngại à? Vì bây giờ tôi thành công như này rồi, bạn yên tâm. Mấy cái đồng bạc này nó là muỗi. Mà thôi nhá, tôi vứt xuống đường này. Bạn cầm nhặt nhá, không cả nhá. Hùng đấy à? Ở dưới đấy xã hội đã chui lên đây rồi. Nhanh thế. Tôi yêu cầu hai người nói lịch sự một chút. Lịch sự đắc gì loại mày hả? Ô, thế lại đi ship đồ đấy à? Khiếp, vất vả nhờ. Tôi nói thật đấy, tôi mà là cậu ấy, tôi ngại chẳng dám ra đường đâu. Và từ lần sau ra đường ấy, thì đeo cái khẩu trang vào, chứ ngại lắm. Kiểu em, người nghèo như này làm sao mà biết nhục được. Mà tôi bảo này, mình kiếm tiền đâu? Qua cho tôi làm. Bạn yên tâm, tôi trả công bạn đầy đủ. Tôi không có thời gian để đôi co với hai người. Tôi đi trước đây. Ơ kìa. Tôi bảo này. Ô, đừng chọn đây. Ô, tôi Cái tay hư. Tôi xin lỗi nhá, tay tôi nó bị hư quá. Thôi, này. Đây. Bạn cầm chút này về bạn ra quần áo của bạn đi nhá. Đấy, ra xong à, xong luôn. Cái tay. Bạn nghèo là bạn phải đặc sĩ. Khiếp. Ở một cái nơi tập đoàn lớn như này mà lại có cả ruồi nhặng bầu ở đây à? Hôi ám thế. Ồ, bạn hủ tôi đấy à? Sao bạn bể với nhau, chả chào nhau một câu gì cả. Mà này, ở một cái tập đoàn lớn như này, chả hiểu sao lại mọc ra một thằng cháu học thức đến nhỉ? Thì tập đoàn lớn quần người dọn rác chứ. Cái ngữ thấp hèn như này ấy, chỉ có đi dọn rác thôi. Hai người nói đúng. Tôi làm lao công ở đây, nhưng mà ít ra thì tôi cũng được làm trong một tập đoàn lớn, cũng đáng để tự hào. Thế à? Tôi xin phép. Mày làm cái gì đấy hả? Mày có biết là giày của tao đắt tiền như nào không hả? Cúi xuống lau đi. Mày có lau không? Mày mà không lau nhá, tao báo giám đốc đuổi thẳng cổ mày đấy. Lúc đấy
Đừng một trách người ác. Cậu... Cậu cái gì? Lâu! Tôi đi được chưa? Ok bạn yêu, mời bạn đi. Mà này, anh có cần nhất thiết phải làm như thế không? Bẩn hết cả giày em rồi. Thôi, tính mua cho đôi mới nhá. Đi. Anh ơi, em có một góp ý. Cái thằng lao công mày mới tuyển ấy, em thấy ăn nói thì mất lịch sự, ăn mặc thì bẩn thỉu, ý thức thì không có, mà học thức thì càng không. Mà công ty của mình là một tập đoàn rất lớn. Anh nên đuổi đi. Đúng rồi đấy anh ạ. Nếu mà anh cần tìm người khác ấy, thì em có thể giúp anh tìm người khác. Vâng. Chứ mà người gì mà không có học thức, ăn mặc thì bẩn thỉu như thế vào công ty mình làm ấy là hạ thấp công ty mình lắm anh ạ. Hai người nói cũng có lý. Nếu như mà người ngoài đã nhìn ra vấn đề thì chắc chắn tôi sẽ xử lý. Em nghĩ anh cứ đuổi thẳng cổ đi. Bây giờ công ty mình như thế, ít ra lao công kém nhất phải có bằng đại học. Thế này nhá, chuyện hợp đồng mình tính sau. Bây giờ tôi gọi người đây vào đây. Nếu như đúng như hai người kể thì chúng ta xử lý sau. Vâng. Vào đi. Ô. Từ thủ bên đến bây giờ tôi mới thấy lao công mặc cả vest. Bạn mặc vest thì chả sang nổi. Anh ơi, đúng nó rồi đấy anh ạ, anh đuổi nó đi đi. Anh trai, ngày trước anh có nói với em là mời em về làm phó tổng giám đốc đúng không? Em bảo là em muốn trải nghiệm thêm ở bên ngoài. Nhưng mà thôi, em nghĩ là không cần thiết đâu. Em đồng ý. Cuối cùng thì em cũng về làm với anh trai. Là hai anh em à? Bạn, tôi có hơi lỡ lời, bạn qua đi nhá. Bạn cứ ngồi xuống đi. Bạn đừng dùng thái độ đấy để nói chuyện với tôi. Tôi không quen. Không ơi, nãy là bọn tôi bị cái gì ấy nên là mới như thế thôi. Ừ. Chứ mà bạn bỏ qua cho bọn tôi nhá. Còn cái chuyện mà hợp đồng à, thì... chuyện hợp đồng thì hai bạn không cần phải lo. Tôi là một người làm việc công tư phân minh lắm. Nên là chuyện hợp đồng này chắc chắn tôi sẽ không. Vậy chẳng phải bạn bảo là bạn làm thất công tư phân minh. Thôi, cái hợp đồng bạn ký tôi nhá, cái hợp đồng từ thiện ấy, giúp tôi đi. Tôi không hợp tác với hai người là bởi vì thái độ của hai người đấy. Đây là một hợp đồng từ thiện, tôi không thể hợp tác với những người có thái độ khinh miệt người khác như các người được. Làm từ thiện ấy phải xuất phát từ cái tâm, không phải từ cái mồm. Bạn, đấy, tôi bảo bạn, bạn bỏ qua tôi nhá. Tôi xin lỗi bạn, tôi hứa tôi không làm như thế đâu. Thôi, không cần phải xin lỗi đâu. Hai người mới có một tí tiền thôi mà đã tỏ ra khinh thường người khác. Đừng chỉ biết nịnh bợ người giàu. Người nghèo họ cũng là con người, họ cũng cần được tôn trọng mà. Giàu hay nghèo thì cũng là con người, cũng cần phải được đối xử công bằng. Đã không giúp đỡ được người khác, cho người ta một cuộc sống tốt hơn thì tốt nhất đừng làm cho người ta khổ thêm nữa. Ông trời có mắt lắm, ai làm gì sai ấy thì cũng sẽ bị quả báo. Còn bây giờ ấy, mời hai người ra khỏi công ty của tôi. Đi đứng để còn nhung mặt ra à?